Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Uầy, ai kia vậy hả? Úi trời ơi em ơi, làm cái gì vậy hả em? Ok, vậy là Kẹo đã có được một mạng đầu tiên rồi nha anh em. Hôm nay lại ăn mạng đầu tiên, dễ dàng quá nhỉ. Vậy như vậy là hiện tại mình đang có cái combo súng, đó là khẩu súng FAMAS cộng với súng tiểu liên MP40 nha các bạn. Ok, uầy, lượm lộn. Nên là mình vừa lại đổi lại qua MP40 rồi nhé. Hello, ngoài này có ai không phải hả? À, có hai cái ký hiệu bắn súng ở ngay phía dưới thung lũng kia. Ok, mọi người chờ mình xíu nha. Rồi yên tâm, mình sẽ chạy xuống phía dưới luôn. Úi dồi ôi, để xem nào. Xem lại có ai không nhỉ. Bây giờ hiện tại là Kẹo chưa thấy ai cả này. 37 đứa nữa cả. Căng ở nhà để coi nào. Xem là 37 thằng nữa đang ở đâu. Ui, nhà gỗ kia hả em? Ok ok. Úi dồi ôi, hình như là có tận 2 đứa cả. Đây, mình sẽ qua ngay nha. Úi dồi ôi, bắn nhau căng vậy mấy anh. Em sợ. Ok, vậy là mình đã có được mạng thứ hai. Nếu mà nhanh tay thêm một suýt nữa thì có lẽ là mình đã có được luôn cả mạng thứ ba nhá. Kìa, đậu xanh. Ở trên đồi có một đứa đang bắn mình. Gắt à nha. Đây anh em ơi, quấn máu nhanh vào luôn. Úi dồi ghê vậy. Vào nhà cái đã nào. Căng vậy căng vậy. Mình đang đứng ở ngoài, nó sấy cho mình ML luôn. Ui, công nhận là mình sợ bạn quá cơ. Mình sợ bạn luôn đấy. Hello, ngoài này thì sao nhỉ? Hiện tại là mình chưa thấy ai cả này. Và còn lại là 27 người trên nữa ở trong cái ván đấu này. Ok, chúng ta sẽ chạy lên phía trên này một xíu nha. Lên trên chúng ta sẽ có được một cái vị trí cao hơn. Và tất nhiên là quan sát nó cũng dễ dàng hơn. Ui, bạn ơi, bạn bắn mình căng quá cơ. Làm mình sợ đấy bạn ạ. Ok, quần máu này. Uầy, đậu xanh. Ở kia có người nữa. Ok, rất là nhanh thì Kẹo đã có được mạng thứ ba nhá. 25 người chơi nữa. Vậy là còn lại một nửa số lượng người chơi ở trong cái ván đấu này. Thằng nào vừa bắn mình ở ngay phía dưới đó nhỉ? Mình chưa có thấy luôn nha anh em. Từ từ rồi là mình sẽ tìm ra được vị trí của nó nhá. Ở đây thì mình có rất là nhiều đạn thử liên. À kia, à, nó chạy ngay phía dưới. Lên xe rồi cả. Úi dồi ôi em ơi, lên xe hả em? Chẳng nhẽ anh lại sợ chú cả. Ơ kìa, nó chạy nhanh quá mọi người ơi. Ở ngoài hiện tại thì vẫn đang là cái vùng này gờ, nên là mình sẽ ở trong cho nó an toàn nhá. Ra ngoài bom rơi lại chết toi thì hơi bị phí. Ui, đấy, anh em thấy là nổ to chưa ạ? Từ từ nha em ơi, rồi là chúng ta sẽ tiếp tục đi xanh rồi nha. Ok, đã xong. Và cùng Kẹo đi xanh người nào anh em. Đây, và mình sẽ chạy lên cái phía trên này. Hello, còn có ai ở đây không vậy hả? Mình nghĩ là hiện tại ở trung lũng sẽ chẳng còn ai đâu. Và mình sẽ phải chạy qua những cái khu vực khác thôi nha anh em. Cơ bản là ngày hôm nay thì trong cái video này, mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái bộ trang phục Hàn Vương. Hôm trước là mình quay được 4 bộ, đó là Hồng Nha này, Tuyết Nhi này, Hàn Vương này với lại Hỏa Vương nữa. Nên là từ từ trải nghiệm cho mọi người xem đó mà. Thật sự thì những cái bộ trang phục này được thiết kế vô cùng là đẹp nha anh em. Và rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo. 19 người chơi nữa cả. Ok, để coi. Mình đang cố gắng là chạy thử xung quanh cái phía thung lũng này coi. Tôi nghĩ là vẫn đang còn người nha anh em. Thôi kệ, chạy nãy giờ rồi cơ mà. Nên là bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị lên trên phía cổng trời nha anh em. Lên cổng trời để kiếm thêm được nhiều mạng nữa nào. Chứ còn là ở thung lũng thì tôi nghĩ là không còn ai nữa đâu. Lên nhanh vào luôn. Trong UAV có lẽ là sẽ không có ai. Uầy, vậy là mình vẫn đang ở một cái bầu không khí vô cùng là yên bình nhá. Tất cả mọi thứ đang rất là im lặng.
Để coi, 19 thằng nữa này. Ây à, hiện tại là mình chưa thấy chúng nó đâu cơ. Không hiểu sao chúng nó lại chạy đi đâu hết cả rồi. Úi dồi ôi, công nhận là ngày hôm nay thì vắng quá nhỉ. Chạy mãi nhưng chưa thấy ai. Và từ đầu trận đến giờ thì cạo mới chỉ có được là 3 kill. 3 kill là quá ít luôn anh em ơi. Trong khi đó thì chỉ còn lại có 18 thanh niên nữa. À đâu, bây giờ là còn lại có 17 thanh niên này. What the hell. Chạy theo lối này thử coi. Hello. Tại sao vậy anh em? Mình là từ phía dưới thung lũng lên. Lên trên cổng trời này thì cũng chẳng thấy ai cả. Ồ ngon. Mình vừa đổi qua phóng lựu. Và đây chúng ta đang có một khẩu súng M79 với 3 viên đạn nha. Nào, săn người bằng M79 này mới thú vị nha anh em. Ok, và kẹo sẽ thử qua phía căn nhà này coi. Tôi nghĩ là cũng sẽ chẳng có ai đâu. Chẳng qua là thích chạy thì mình chạy qua thôi. Đậu xa anh. Còn chưa thấy được thanh niên thứ tư nữa. Không hiểu sao các bạn lại chạy đâu hết cả rồi. Khó hiểu vậy ta. Bình thường là cổng trời cũng là một cái khu khá là đông người cơ mà. Không có ai cả. Và kia nó có một cái tăng giáp. Mình sẽ chạy qua để có một cái giáp chống nổ Diver 4.5 nha anh em. Đấy, cái giáp đấy thì nó sẽ xịn hơn cái giáp chống nổ một xíu. Ok, quá đã. Hiện tại thì mình đang chạy xuống phía dưới khu dân cư nha anh em. Uầy, phía dưới kia có thính cả. Anh em yên tâm nha, đây mình đang chạy xuống rồi. Chạy xuống luôn chứ sao phải ngại. Còn lại là 14 người trên nữa cả. Đông vậy nhỉ. Uầy, giờ là còn lại có 13 người này. What the hell. Kia rồi nha em ơi. Nhìn cái thính ở xa khá là thơm ngon nhá. Uầy, ôi, có xe kìa anh em ơi. Tôi nghĩ là bên cạnh nó sẽ có người nhá. Đây, từ từ. Từ từ, cẩn thận chạy xuống. Đấy, cái gì cũng phải từ từ nha anh em. Đấy, biết ngay mà. Ăn đạn phóng lựu nha em ơi. Để coi nào. Úi dồi ôi em ơi, lúc chính này. Và đã xong nhá. Thanh niên ơi là thanh niên ơi. Chơi ngáo vậy hả em? Ok, ở đây có rất là nhiều những cái trang bị ngon này. Uầy, mình lượm được thêm mấy quả lựu đạn nữa. Uầy, what the hell. Bên dưới có người hả? À, căng rồi nha. Căng rồi nha anh em. Đây mình sẽ lên xe cái đá. Uầy, hình như là nó ở trên nóc sở anh em ơi. Như này thì mình chịu rồi. Phải nói là mình khá là ghét những cái đứa ở trên nóc sở. Thật sự là bực mình anh em ạ. Bởi vì là mấy ông này cứ kiểu như là núp ở trên nóc sở nên là mình rất là chán luôn. 12 người chết hả? Ok, chúng ta sẽ dùng cái con xe này và đi săn người thôi nha anh em ơi. Cùng mình kiếm người nè các bạn. Xe này hiện tại tôi nghĩ là chỉ còn lại có 5% cái lượng chống chịu của xe thôi anh em ạ. Giáp của xe còn 5%. Như này thì cái địch bắn trong một viên đạn cái là nổ luôn xe chứ chẳng đùa. Hoặc là mình đâm vào đâu đó thì sẽ nổ luôn xe nha. Nhưng mà mình chẳng ngại. Lái xe thì cứ lái xe thôi. Và sao phải ngại. Uầy, phía trên có tận hai thứ này. Ok ok. 12 mắt xem hả? Rồi nhá. Cố gắng kiếm tầm 20 mắt xem anh em ơi. Thính này. Uầy, đây là thính AWM. Mắc khẩu này thì mình lại không có chơi nên là thôi nhá, mình sẽ không ngựa. Qua thính này con nào. Ồ, thính này phóng lựu nhưng mà đã bị lấy mất đạn phóng lựu. Ơ kìa, có người kìa anh em. Úi dồi, nó phá nổ xem rồi. Úi dồi em ơi. Đây, chạy lên và chơi nó luôn nhỉ. Sao phải ngại hả anh em. Ui, cam vậy. Mình không ngờ là bạn có cả súng phóng lựu M79 nhá. Thật sự là hơi bị kinh ngạc anh em ạ. Ok, quấn máu cái đạn này. Rất là nhiều máu luôn nha. Như vậy là mình đã chuẩn bị là đầy 200 máu luôn. Nên là mình chẳng ngại gì cả. Uầy, lại có thêm xe nữa kìa. Em ơi, đừng chạy nữa em ơi. Xuống xe đi em ơi, đừng chạy nữa em ơi. Uầy, vẫn chạy cả. À, giỏi nhỉ em. Ok,
Mình lượm được thêm đạn phóng lựu này. Như vậy là hiện tại cái đã có thêm 2 viên đạn phóng lựu nha. Lại có thêm đạn để chơi rồi. Quay có cả giảm thanh nữa, phải gọi là quá ổn luôn. Tuyệt vời anh em ạ, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ok, ông ngắm rít nữa. Đây sẽ là một cái combo tuyệt vời. Hôm nay mà kẹo không được top 1 thì công nhận là quá lãng phí đồ luôn. Rồi nha, 10 thằng nữa. Đây, mình sẽ lượn lờ qua mấy chỗ này coi. Không biết là có ai không nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ chẳng có ai đâu. Chỗ này thì lại không có xe. Vậy là mình phải chạy bộ hay sao nha em ơi? Buồn quá nhỉ? Ok, còn lại 9 người chân nữa. Vâng, như vậy là hiện tại mình đã có là 17 mắt xem. Rồi nhá. Quan trọng là phải kiếm người đã nào anh em ơi. Chạy lên trên này cái nhỉ. Hello. Ui, có con xe này. Nhưng mà xe này nó hơi bị nát anh em ơi. Không sao, chạy tạm được cũng được. Thật ra thì không phải là xe nát, nhưng mà nếu mà anh em chạy xe này thì định rất là dễ sấy luôn. Mà nó sấy cho thì chỉ có là SML luôn và lên bảng đếm số luôn nhá. Đấy là lý do tại sao mà mình lại không có thích chạy con xe này lắm. Nói chung là trên team 4 thì có xe này chạy cũng khá là ngon. Chạy tạm ổn anh em ạ. Ít ra là nó còn ngon hơn cái con xe mua trần với lại con xe máy thì anh em chạy lên là bị cái định sấy là chỉ có đai thôi. Xe này may chăng thì còn có thể là lách được anh em ạ. Ôi, như vậy là trong cái bài đấu này hiện tại là chỉ còn lại có 7 người chơi nữa mà thôi. Nào, lận lờ và thử kiếm người con nào. Uầy, một đứa ở ngay cái khu phía dưới này. Uầy, lại còn phải chạy qua sông nữa cả. Ây da, căng quá nhỉ anh em ơi. Ok, cố gắng chạy qua và kêu cái thằng đấy con nào. Hình như là nó ở trong nhà. Ăn đạn phóng lựu nhà em ơi. Úi dồi, ở trong nhà hả? Không phải. Như này chắc là nó không ở trong nhà rồi. À mà tôi thấy ký hiệu nó rất là gần mà. What the hell? Trong nhà không có. Căng quá cơ mọi người ơi. Hình như là à, nó ở phía sau tảng đá. Rồi nha em ơi, chuẩn bị lên bảng đếm số nha em ơi. Thì ra là ở sau tảng đá. Ok ok. Xem là chú ở đâu. Anh kêu chú luôn. Úi dồi ôi, à đây. Anh thấy rồi nhá. Anh thấy rồi nhá em ơi. Úi dồi ôi bạn ơi. Làm cái gì vậy hả? Ui, bắn mình cả. Căng vậy. Ok, và đã xong. Thế là sao mình đã có được mạng thứ 6 rồi. Ui, ở đây thì cũng có rất là nhiều đồ ngon. Các bạn là phóng lựu nó vừa hết đạn nên là mình vừa đổi qua P90 nhá. Ui, bo thu kìa anh em ơi. Ở dưới sông lại còn chậm chậm nữa. Thôi xong rồi. Pha này có khi là mình đai rồi nha em ơi. Dừng lại để quần máu cái đã. Ui, căng thật. Căng quá cơ mọi người ơi. Ui, bo đốt cũng nhận là thấm thật anh em ơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đai ở ngoài bo anh em ơi. Không sao, chúng ta sẽ phải là nghĩ thoáng lên một xíu này. Chạy lên. Ui, cố lên nào. À ok, kiểu này là kiểu gì mình cũng sống luôn nhá. Thế là xong. Quên mất mọi người ạ, tưởng là con máu đang định nằm xuống để bơm. Nhưng mà bây giờ là mình làm gì còn túi máu nữa đâu. Hết cả túi máu rồi. Lên trên này cái nhỉ. Ồ, cái kia. What the hell, thằng nào vậy? Úi dồi ôi em ơi. Chạy hả em? Chạy hả em? Ok, và đã xong. Quá là tuyệt vời. Vậy là mình đã có được mạng thứ 7 ở trong cái ván đấu này. Ok, lại có thêm túi cứu thương nữa, quá ngon. Ngồi tạm đây và quần máu cái đã. Sau đó có lẽ là mình sẽ chạy qua cái xác kia và kiếm thêm máu thôi. Đây, chạy qua ngay. Chuẩn bị có thêm máu rồi nha mọi người. Úi dồi ôi, ngon quá nhỉ. Có thêm túi máu này, quá ổn luôn. Đây, và mình vừa đổi qua khẩu súng tiểu liên MP40 để sấy cho nó phê anh em ạ. Mình thấy là khẩu này sấy đã hơn P90 rất nhiều. Nào, bây giờ là còn 3 thằng nữa. Căng căng căng. Mặc dù là bo đã thu rất nhỏ nhưng mà tôi vẫn chưa thấy vị trí của 3 tên còn lại. Anh em thấy gắt chưa? Riêng kẹo là đã thấy là trận đấu này cực kỳ là căng thẳng rồi nhá. Nó lại nguy hiểm quá cơ. Bây giờ là mình không biết ngồi đâu luôn. Vì là chỗ nào mình cũng có cảm giác là nó vô cùng là nguy hiểm. Nên là ngồi tạm sau phía hàng rào này nhá. Uầy, còn lại tầm khoảng là 34 giây nữa thì bo mới thu lại cơ. Lâu vậy. Mình chờ bo thu lại. Ok, để coi nào nha em ơi.
đã có 19 mắt xem. Căng căng căng. Uầy. Kìa kìa. Uầy, chạy Bảo Hải em ơi. Chạy Bảo Hải em ơi. Uầy. Nó vẫn chưa đai. Nó đang còn sống mọi người ơi. Bo chuẩn bị thu lại rồi. Căng quá à nha. Trang bị đám ma vào luôn này. Sấy để tăng sức thương cho format. Ui, à đây. Cái nhà mới có người kìa. Chạy qua cho nó luôn. Úi dồi ôi, bắn phóng liệu cả. Căng vậy. Hello bạn ơi. Bạn đâu rồi? Nó có phóng liệu nên là mình sẽ tránh xa nó ra một xíu này. Đây, mình ở bên này. Không nên dây vào nó làm cái gì cả. Có phóng liệu nó trong một viên là mình lại lên bảng điểm số giờ. Ok, qua lối này thử coi. Hiện tại vẫn chưa thấy ai. Bo đang rất là nhỏ rồi nhá. Ui. Căng căng căng. Ơ kìa. Uầy. Chạy qua phía này. Mình sẽ chơi nó luôn. Hello bạn ơi. Bạn đâu rồi? Ui. Nhảy xuống hả? Nhảy xuống hả? Úi dồi em ơi. Xong nhá. Bây giờ là còn lại hai thằng nữa. À thằng này. Câu nhiều lửa đạn vậy. Căng căng căng. Uầy. Mình sẽ chạy qua và chơi nó luôn này. Đây anh đi. Móc lốp chủ nhé. À. Dựng tấm băng cả. Dựng tấm băng cả. Úi dồi em ơi. Úi dồi em ơi. Đây mình sẽ chạy vòng lại theo lối này. What the hell. Vẫn đang mọi người. Căng vậy. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi em ơi. Kìa kìa. Sợi anh căng vậy. Rồi nhá. Thằng cuối thằng cuối. Ok. Và cần nhân gấp luôn. Vậy là mình đã có được top 1 ở trong cái phần đấu này. Đấy. Nhảy ăn mừng nào anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.